trên giường nhảy lăn tòn. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lăn tòn. Bốn chú heo con trên giường nhảy lăn tòn. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú heo con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lon ton. Thật đáng thương, hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Tất cả lên xe buýt nào. Tất cả bên xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bên xe buýt quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, quay vu vu quay vu vu. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát 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 chát, chuyên chuyên cho người trên xe buýt thì chát chát chát, đi về thành phố. Gọi trên xe buýt kêu bíp 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 bíp. Gọi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Những đứa trên xe buýt khóc oa oa oa,
oa 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 oa. Nhưng đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa. Đi về thành phố nhưng ba mẹ trên xe buýt thì nhưng ba mẹ trên xe buýt đi về thành phố. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, đi về thành phố. Chúng tôi là gia đình ngón tay, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng tôi là gia đình ngón tay, trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ba bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Nằm chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú cho con trên giường nhảy
nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là cho con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú cho con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là cho con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú cho con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là cho con trên giường không được nhảy lon ton. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi sẽ cuối đi mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cũng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giật quần quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau bởi cười anh Giác đang khổ đau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy chú con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thương yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao cô thương yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Mary có một chú cứu con, chú cứu con, chú cứu con. Mary có một chú cứu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau.
McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích mà gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lần thì kêu ấn ấn và lần kêu ấn ấn. Đây ấn kia ấn khắp mọi nơi ấn ấn. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây và người hi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Hai buộc dây dây đi, ba bốn gọi cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và sợi, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ cởi thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gọi cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và sợi, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ chơi thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Còn mười bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay chín chín. Còn trên bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bàn lăn quay tám tám. Còn tám bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay bảy bảy. Còn bảy bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay sáu sáu. Còn sáu bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bàn lăn quay năm năm. Còn năm bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bàn lăn quay bốn bốn. Còn bốn bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi và tất cả quay quay và một bàn lăn quay ba ba.
và ba bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Hai, hai, có hai bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Một, một, và một bạn trên giường và bạn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Chúng tôi là gia đình ngón tay, ngón tay cha, ngón tay cha. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay chi, ngón tay chi. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Bạn chỉ có một mình, hãy hét lên thật to. Ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình, hãy hét lên thật to. Ma cà rồng thì đang bay và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào,
các quái vật ở ngoài kia và chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween. Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Các cánh của con cá và vây của con ruồi, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con cụ một ít con da rồng, quay nó, đun nó, ngươi nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các chương bay của con chuột và màu của đêm, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thay nó. Các răng của bông tôi trước thì bị nó cắn, quay nó, đun nó, người nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng, nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và khuấy nó bằng thìa, khuấy nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào. Súp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Xin chào ấm trà nhỏ. Tôi là ấm trà nhỏ bé con u. Quay cua tôi và đây là vòi. Khi tất cả hơi nước bốc lên, nghe tôi là hãy nhấc tôi lên và đổ ra ngoài. Xin chào ngày vui vẻ. Khi mọi người quanh ta thấy tốt, ăn bánh mì và khoai tây chín, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Khi mọi người quanh ta thấy tốt, ăn bánh mì và khoai tây chín, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Nào ta hát bài hát vui vẻ, cùng cười lên cho tươi trẻ. Nào ta hát bài hát vui vẻ cho cả ngày. Thì mọi người quanh ta tốt và đẹp, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Thì mẹ cha không còn bên ta, ta cô đơn và rất là tệ, đó là lúc ông buồn bã ở quanh ta. Khi mẹ cha không còn bên ta, ta cô đơn và rất là tệ, đó là lúc ông buồn bã ở quanh ta. Bạn cảm thấy buồn và tủi, muốn khóc lên cho vơi sầu, nhưng buồn tôi sẽ không lâu, tôi hứa đây. Khi mẹ cha không còn
bên chúng ta, cho là lúc ông buồn ba ở quanh ta. Bạn ích kỷ bạn không chia sẻ, còn gấu bông mềm mại đang yêu, đó là lúc ông tham lam đã đến đây. Bạn ích kỷ bạn không chia sẻ, còn gấu bông mềm mại đang yêu, đó là lúc ông tham lam đã đến đây. Và bạn chỉ muốn nó là của bạn, bạn không muốn bất cứ ai vui vẻ, bởi gấu đó là của bạn, nói và làm. Bạn ích kỷ bạn không biết chia sẻ, đó là lúc ông tham lam đã ở đây. Khi ta thấy côn trùng nhỏ xíu, nó rơi xuống trong thùng kem ngọt, đó là lúc ông nổi dần đã đến đây. Khi ta thấy côn trùng nhỏ xíu, nó rơi xuống trong thùng kem ngọt, đó là lúc ông nổi dần đã đến đây. Và bạn rất muốn dẫm chân và là to với mọi người, nhưng điều đó không giúp được gì, không ích chi. Khi ta thấy côn trùng nó nhỏ xíu, đó là lúc ông nổi dần đã đến đây.
gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, ngón tay chị, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Hãy tìm hiểu về những từ trái nghĩa. Vui vẻ. Buồn. To lớn. Nhỏ. Nóng. Lạnh. Xa. Gần. Đêm. Ngày. Ngắn. Dài. Xin chào. Tạm biệt.